Bây giờ đã 11 giờ rồi đó các bạn nhá, nhưng họ vẫn tắm rồi, đông lắm. Cái đỉnh ngày xưa vẫn còn sương mù này. Xuống đi, trượt đi. Nào, bắt đầu. Nào ra. Ấy ấy. Rất là đông nha các bạn ơi. Đây dọc theo con suối này xuống dưới kia rất là nhiều người nhé. Đây có một phần là đang ăn cơm này. Đây đang dùng bữa trưa nha các bạn nha. Thank you.
quyết định nhảy đấy, bây giờ quyết định nhảy nhé các bạn xem này. Co chân vào, nhảy co chân vào. À, là anh này nhảy trước. Lại đổi. Uống nước rồi. Mặt mũi đỏ hết đấy rồi. Trên này thì rất là ít người tắm các bạn nhé, vì trên này nó không có chỗ nào rộng lắm đâu. Họ tập trung ở dưới kia hết, cái này chỉ lác đác mấy người thôi. Đây có những cái ống họ dẫn nước về dưới kia này. Đây họ đắp cái bờ để họ chắn nước, họ lấy nước. Vậy là đã xong một ngày nhá các bạn nhá. Ngày thì chúng tôi đi tắm giờ đã sang chiều rồi, vì nhà cũng xa cho nên là bây giờ cũng trở về nhà thôi. Qua một buổi tắm thì ở đây rất là mát luôn, rất là thích thú. Bây giờ anh em chúng tôi ra chỗ để xe rồi lấy xe là anh em chúng tôi về nhé. Video thì cũng xin kết thúc ở đây thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé.